cảnh báo cho một số các bạn thích học nghề kính cận. Đây là một cái nghề mà các bạn tới bây giờ thì đang đi về quê ăn Tết, chuẩn bị hay là trang bị cho mình những dụng cụ hay là các cái đồ dùng sắm Tết từ đầu đến đuôi, hầu như chúng ta đã làm xong hết. Nhưng với một số anh chị ở trung tâm mắt kính, đặc biệt giống như ở trung tâm mắt kính Butina, và đây cũng là một cái cách mà giúp cho anh chị hay hỏi là học nghề kính như vậy thì có nhẹ không. Nhẹ thì có nhẹ, nhưng mà tới bây giờ chúng tôi vẫn đang tập lập làm việc liên tục liên tục. Thế thì Vio nói cho một số anh chị là đang tham gia vào học nghề ở độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, muốn tham gia vào cái nghề này. Đây là một nghề dễ dàng kiếm tiền, dễ dàng học hỏi, dễ dàng làm việc. Tuy nhiên, thời gian khá là nhiều. Bây giờ anh chị đang thấy không? Chúng tôi này đang ở Hồ Chí Minh này. Các bạn ở tỉnh thì có thể nghỉ sớm thì thôi, không bao giờ có cái chuyện sớm đâu. Ở tỉnh thì cũng cần phải phục vụ các anh chị. Những cái vấn đề mà chúng ta mang lại cho cái người mà dùng mắt kính có lợi thì chúng ta là người phải có phục vụ. Thế thì sao ạ? Được có tiền, nhưng mà ngược lại là bị gì ạ? Thời gian hẹp này. Nếu mà anh chị ở gần thì không sao, nhưng mà ít khi ai lại gần lắm. Thế thì giải pháp giúp cho anh chị đạt được cái điều mà không phải phục vụ anh khách hàng ngay vào khi Tết, thì nếu mà anh chị cần, một là anh chị phải lên làm chủ phải biết cách hỗ trợ cho các nhân sự làm sao họ thay phiên làm những cái ngày đấy. Nhưng mà nếu mà làm được những cái đấy thì cũng phải lựa chọn tuyển dụng những người giỏi, người có đầy đủ chuyên môn và người có một cái tố chất gọi là hỗ trợ cho chúng ta. Thì ngược lại thì cái người đấy cần phải được nhận là cái chi phí những ngày giáp Tết cao, phải có tay nghề giỏi thì họ mới làm thì mới phù hợp. Vì lúc này là khách nó sẽ tăng lên đông và hầu như khách khó, và đặc biệt là một số khách đòi lấy ngay trong vòng 5 đến 10 phút có kính. Thế thì tần suất chúng ta làm rất là nhiều, nên chúng ta phải giúp cho những cái người đó đạt được là có tiền nhiều và phải có nhiều chế độ họ và lại làm thay thế cho mình. Nếu mà như vậy thì anh chị phải tính xem rồi, thay thế cho mình để mình đi về quê, thế thì anh chị có phù hợp cho cái quá trình mà chúng ta trả chi phí cho người đó ở làm không? Đấy là nói về phương diện mà anh chị phải làm chủ. Còn nếu mà không làm chủ thì anh chị đi làm cho các trung tâm khác thì chúng ta cũng cần xem xét này, những ngày này có thể ở lại làm được không? Và nếu mà chúng ta nghỉ sớm thì đâu đó qua năm sau thì chúng ta không còn chỗ để làm việc. Đấy là cái mà chúng ta đang rất là lo lắng. Đầu tiên là chúng ta phải sử dụng là các cái thiết bị ở trong cái trung tâm của chúng ta. Nếu mà người chủ nha, các cái thiết bị là máy đo mắt này, máy làm kính này, rồi các cái dòng máy khác để bổ trợ cho hoàn tất một cái kính nó rất là đơn giản và nhanh. Làm sao để tối ưu cho cái việc mà cái người đó ở lại làm là đơn giản để họ được chi cho họ cái lợi nhuận cao trong cái quá trình tham gia vào làm cùng chúng ta những ngày giáp Tết. Hầu như những ngày giáp Tết nào, thậm chí một là phải gấp đôi, là ăn uống này, xăng này, tiền hoa hồng này, các loại tiền nữa thì chúng ta mới có cơ hội để được người. Thêm vào đó thì chúng ta phải tăng cái lợi ích này, thời gian làm ít lại. Thay vì lúc trước thì chúng ta làm 12 tiếng thì bây giờ cũng là phục vụ cũng ở lại phục vụ, thì chúng ta chỉ rút để làm. Bình thường thì chúng ta làm từ sáng cho tới tối thì bây giờ chỉ làm từ sáng đến chiều thôi. Hoặc là chúng ta chia làm 2 ca, ca đó ca sáng hoặc ca chiều. Thậm chí là chúng ta phải chia làm 1 ca nhưng còn lại chiều tối thì hẹn lại ngày mai hay là quay lại. Làm sao để đảm bảo cho cái người ở lại hỗ trợ cho chúng ta được nhiều cái lợi ích hơn. Mà để mà có cái lợi ích này thì khách hàng chúng ta lại chưa nhận được cái lợi ích của đó thì cũng là một cái bài toán cần phải giải quyết, đúng không? Nên rất là nhiều các anh chị chưa tham gia vào quá trình học cái nghề mắt kính. Đây là một video giúp cho anh chị hiểu rõ này những cái lợi ích mà anh chị nhận được. Tuy nhiên là cái lợi ích này cần phải biết rõ trong cái quá trình này. Lễ là không được nghỉ này, Tết là không được nghỉ này. Nếu mà chúng ta có nghỉ thì chúng ta nghỉ sau lễ này, sau Tết, hoặc là chúng ta sẽ nghỉ vào những ngày giáp lễ. Rồi nếu mà chúng ta có làm thì chúng ta sẽ làm sớm hơn. Ngày 6 các anh chị mới khai trương thì chúng tôi đã khai trương vào ngày 2 hoặc ngày 4 Tết rồi. Vì sao ạ? Khách hàng đi du lịch, khách hàng đi chơi, có một cái kính nó gãy bây giờ không còn nhìn được, có thể quay về chúng ta để làm sao có cái kính nhanh nhất, đó là cách hỗ trợ cho cái người làm thay thế và có cái lợi ích hỗ trợ. Rồi cái hành động mà để giúp chúng ta đạt được điều này thì chúng ta hãy làm thật nhiều để có được khách hàng, và có được khách hàng thì chúng ta mới có được cái duy trì cái doanh số, có cái lợi nhuận giúp cho cái người ở lại
làm cho chúng ta thay vào những ngày Tết. Và cái hành động chúng ta phải có cái cam kết là trả cái chi phí cao, thậm chí lên cơ mà cái lợi nhuận trong những ngày Tết thì cái người chủ nó hầu như không có. Và chúng ta phải chấp nhận móc hầu bao chúng ta chi vào những cái ngày đó để cái người khác hỗ trợ cho chúng ta. Thấy không? Chúng ta này không tìm được khách hàng, chúng ta phải móc hầu bao ra, mà tìm được khách hàng chúng ta phải hầu như là không sử dụng cái lợi nhuận của khách hàng trong những dịp Tết, hoặc là có lợi nhuận chúng ta dùng rất ít để bổ sung cho những người đang hỗ trợ chúng ta vào cái dịp Tết. Đấy là cách mà chúng ta cần phải hành động, cần phải có một cam kết giúp cho người đồng hành cùng với chúng ta. Hành động tiếp theo là chúng ta hãy sử dụng các sản phẩm đơn giản để phục vụ cho các anh chị vào dịp Tết. Những cái sản phẩm khó khăn quá thì chúng ta phải có một cái hành động là chấp nhận rời qua sau Tết, hoặc là chúng ta phải từ chối những cái khách hàng đó. Vì sao? Những cái sản phẩm nó đặc biệt quá thì chúng ta phải làm nhanh được trong dịp Tết. Nên một số anh chị hiểu được khi xem cái video này thì chúng ta có lựa chọn quyết định cho mình học nghề kính hay học nghề khác. Nếu tiếp tục thì chúng ta cần hỗ trợ, hãy comment dưới video để hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.